cổng chính, đóng cửa, cài then. Thế nhưng ở cổng phụ, nhiều người và xe vẫn tấp nập ra vào để giao nhận hàng. Đây là thực trạng đang diễn ra ở khu đất vàng 419 Lê Hồng Phong, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nơi đã có quyết định thu hồi cách đây 3 năm. Khu đất 419 Lê Hồng Phong có nguồn gốc đất công với 3 mặt tiền là các tuyến đường Lê Hồng Phong, Vĩnh Viễn và Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, rộng gần 11.000 m². Do vị trí đắc địa ở khu vực trung tâm và sầm uất về thương mại dịch vụ của thành phố Hồ Chí Minh, giá mỗi mét vuông đất ở đây lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngày 10 tháng 3 năm 2024, khu đất này vẫn đang bị sử dụng làm kho hàng, là nơi giao nhận hàng hóa của một doanh nghiệp vận tải. Hàng ngày, xe cộ ra vào đường đường. Bên ngoài, hàng rào khu đất, nhiều hộ dân chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán cây cảnh, chậu hoa. Theo hồ sơ, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, công ty giày Sài Gòn là hãng giày Bata. Ngày 25 tháng 10 năm 1975, Tổng cục Công nghiệp Nhẹ ban hành quyết định công quản toàn bộ số vốn và tài sản kinh doanh của xí nghiệp giày Bata. Tháng 4 năm 1993, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Nhẹ ban hành quyết định thành lập nhà máy giày Sài Gòn, rồi sau đó đổi tên thành công ty giày Sài Gòn. Đến tháng 8 năm 2000, Sở Địa chính, Nhà đất, nay là Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, ký hợp đồng cho thuê đất với công ty giày Sài Gòn tại số 419 Lê Hồng Phong vào mục đích sản xuất kinh doanh. Tháng 11 năm 2003, công ty giày Sài Gòn cổ phần hóa, đổi tên thành công ty cổ phần giày Sài Gòn, vốn điều lệ 16,5 tỷ đồng, nhà nước nắm giữ 51% cổ phần. Năm 2015, nhà nước thoái vốn, 100% vốn của công ty này do tư nhân nắm giữ. Theo thông tin từ Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, sau khi nhà nước thoái vốn, tư nhân nắm giữ công ty và bắt đầu có nhiều hoạt động sử dụng đất sai mục đích. Theo kết quả kiểm tra hoạt động của công ty cổ phần giày Sài Gòn và công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi vào tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân quận 10 xác định có hoạt động bến xe trá hình. Tháng 3 năm 2017, Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường và tài nguyên nước tại khu đất 419 Lê Hồng Phong và ban hành quyết định xử phạt 720 triệu đồng. Đến ngày 28 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định thu hồi khu đất này. Sau khi thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định thu hồi, doanh nghiệp làm đơn khiếu nại. Tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, khẳng định việc thu hồi khu đất trên là đúng pháp luật. Tiếp đó, doanh nghiệp gửi văn bản khiếu nại lần 2 lên Bộ Tài nguyên Môi trường. Theo đại diện Sở Tài nguyên Môi trường, quy trình giải quyết khiếu nại đã được thành phố Hồ Chí Minh thi hành đúng pháp luật. Do vậy, bước tiếp theo cần phải cưỡng chế. Sở Tài nguyên Môi trường sẽ phối hợp cùng địa phương triển khai các bước chặt chẽ, đúng quy định để tránh phát sinh khiếu kiện. Liên quan đến khu đất này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu cũng đã giao Sở Tài nguyên Môi trường hướng dẫn cụ thể về cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục triển khai các bước để tiến hành cưỡng chế thu hồi khu đất số 419 Lê Hồng Phong để xây trường học.